Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm Y thần tập 4595 đến 4599, tập 4595, một bài mênh mông kiếm đạo thần thông bí quyết. Theo ân tố chân ngón tay, tràn vào diệp thần đầu óc bên trong, cửa này kiếm đạo thần thông, tên là thần kiếm ngự lôi quyết, lấy kiếm dẫn lôi, lấy lôi pháp biểu dương thiên uy, lực sát thương cực kỳ khủng bố thậm chí không kém gì phổ thông 33 thiên thần thuật, ân tố chân là đao kiếm song tu, nàng mạnh nhất một đao, là cuồng lôi thiên tuyệt chém, mạnh nhất kiếm pháp, chính là cửa này thần kiếm ngự lôi quyết, người lĩnh ngộ thiên đấu đại đồ kiếm, diệp thần rất là giật mình, hỏi, hắn tính toán thần kiếm ngự lôi quyết bí ẩn, quả nhiên cảm thấy cái này môn kiếm pháp, cùng thiên đấu đại đồ kiếm có chút cộng thông chi sử, không có, thiên đấu đại đồ kiếm thâm ảo như vậy, ta làm sao có thể lĩnh ngộ? ta chỉ là học hỏi qua mà thôi năm đó ta đạt được vạn kiếm thần tinh cái ngôi sao kia phía trên có kiếm thiên đế lưu lại ý niệm những cái kia kiếm đạo ý niệm bên trong thì có thiên đấu đại đồ kiếm một ít bí pháp ta học hỏi những cái kia bí pháp kết hợp tự thân lôi pháp sáng chế ra cửa này thần kiếm ngự lôi quyết môn kiếm quyết này có thể cách không giết người không cần thấy kẻ địch chân thân chỉ cần phong tỏa địch nhân hơi thở cùng tọa độ một kiếm chém ra là được xuyên việt ngàn vạn nặng thời không Giết người diệt địch, đúng như trong truyền thuyết Thiên Đấu Đại Đồ kiếm, sau khi luyện thành, một đạo kiếm khí liền có thể xuyên qua chư thiên thời không, muốn giết ai thì giết, không người nào có thể ngăn trở. Ân Tố chân hướng Diệp Thần giải thích thần kiếm ngự lôi quyết sâu xa bí ẩn, Diệp Thần bừng tỉnh, Tịch Thần sư phụ hồi nào không phải như vậy, học hỏi sau đó sáng lập Tịch Thần lục thức, Tịch Thần lục thức cũng là cường đại dương nào, bất quá càng về sau, càng khó, Lôi Thần sáng chế cái này môn kiếm pháp sát phạt đặc biệt ác liệt diệp thần ngưng thần hiểu liền cảm thấy vô số kiếm đạo bí ẩn ở trong lòng mình lưu chuyển hắn thiên phú năng lực cực cao rất nhanh liền đem thần kiếm ngự lôi quyết rất nhiều bí quyết toàn bộ lĩnh ngộ tại tim nhưng ở diệp thần lĩnh ngộ đồng thời trong cơ thể hắn linh khí quả nhiên bị kích động một hồi sôi trào làm động tới huyết mạch núp ở hắn huyết mạch chỗ sâu liệt nhật mệnh tinh trên thế giới kinh cước vương tọa lập tức cũng bị xúc động lực các loại huyết khí nổ tung, bụi gai điên cuồng sinh trưởng, ngôn tình đi đọc miễn phí, thật là đau, Diệp Thần chỉ cảm thấy huyết mạch chỗ sâu, truyền tới cực kỳ nhọn đau đớn, đó là kinh cước vương tọa, hơi thở tàn phá mang tới đau nhói, như vạn mũi tên xuyên tâm vậy, như thế nào, chịu đựng được sao, ân tố chân gặp Diệp Thần chán toát mồ hôi lạnh, cười cười nói, tạm được, Diệp Thần nhếch mép, hít sâu một hơi, điều động thiên quân phong thần bia lực lượng. Bảo vệ huyết mạch, chậm tách ra bụi gai xanh chỗ đau thôi, xem ngươi khó như vậy bị, ta giúp ngươi chậm tách ra một tí, ân tố chân mắt đẹp lướt qua một chút bất đắc dĩ ý, rồi sau đó nhẹ bước đi tới Diệp Thần trước mặt, vuốt hắn cằm, dịu dàng đỏ tươi đôi môi góp đi xuống, hôn lên Diệp Thần, cái hôn này, Diệp Thần liền cảm thấy ân tố chân đàn miệng bên trong, chuyển tới từng cơn thơm mát linh khí, thoáng chốc tới giữa, hắn như xuân phong hóa mưa, đám chìm trong ngày trời bên trong, cả người ấm áp, ở ân tố chân linh khí làm dịu. Diệp thần trong huyết mạch đau đớn, nhanh chóng chậm tách ra, thân thể đều là nhẹ bỗng, tốt, ân tố chân buông môi, hơi thở như hoa lan, hơi có chút mập mờ ngắm nhìn Diệp Thần, cười mỉa, đa tạ, Diệp Thần cũng cười một tí, không cần, nhanh lên một chút đi tìm cái đó văn thiên đi, ta cũng muốn gặp lại gặp lôi thiên tước, ân tố chân nói, ở trong mắt người khác, văn thiên đại sư là cao cấp người luyện thú, nhưng ở nàng trong mắt, đối phương bất quá là nàng một cái nhỏ nhỏ tín đồ, so với văn thiên đại sư nàng quan tâm hơn lôi thiên tước, được. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, mượn ân tố chân khí cơ, lần nữa phong tỏa văn thiên đại sư tọa độ, rồi sau đó biến dạng hư không, phá không đi, lúc này văn thiên đại sư, đang một tòa núi hoang bên trong, bên người lần quẩn một đầu chim khổng lồ, đầu kia chim khổng lồ, chính là trong truyền thuyết lôi thiên tước, cả người lông vũ như kiếm, ánh sáng tím lưỡng lờ, đồng lỗ như trăng bạc, hơi thở ác liệt, diệp thần truy đuổi đoạn tới. Lôi thiên tước lập tức cảm ứng được, kêu lên, không tốt, luân hồi chi chủ lại truy đuổi đánh tới, nó thanh âm già nua, như dế triều ông già, văn thiên đại sư cũng là tóc bạc hoa dâm, mặt đầy nếp nhăn, một bộ hiền hòa hòa ái từ Thái, người mặc một bộ xanh nhạt sắc pháp bào, nghe được lôi thiên tước nói sau đó, văn thiên đại sư mặt liền biến sắc, nói, vậy luân hồi chi chủ, làm sao sẽ không chịu thả qua ta ư, hắn mặt đầy không biết làm sao, biết diệp thần cường hãn cũng không muốn chính diện đánh nhau, liền muốn tiếp tục chạy trốn, Văn Thiên đại sư, lưu lại đi, nhưng lúc này, một tiếng sấm vậy tiếng quát từ phương xa trong hư không nổ lên, chính là Diệp thần thanh âm, Diệp thần người còn chưa tới, thanh âm đã tới, thần kiếm ngự lôi quyết, ngay sau đó, trong hư không sấm sét chấn động, sấm cuồn cuộn, màu tím điện mang như mãng long vậy điên cuồng nhảy lên, nguyên bản bầu trời quang đãng, đổi được đông nghịt một phiến, mây đen che đỉnh, nồng đậm mây đen bên trong có vô cùng lôi kiếm vô cùng điện mang điên cuồng tích giết xuống cuồn cuộn lôi kiếm nghiêng thiên rơi xuống giống như là ngày tận thế thiên tai bao phủ ở nguyên vùng núi hoang nơi có không gian cũng bị lôi điện phong tỏa dạy người không cách nào chạy trốn thần kiếm ngự lôi quyết lôi thần thiên tôn kiếm pháp văn thiên đại sư sắc mặt một phiến trắng bệch không nghĩ tới diệp thần lại có thể thi triển ra lôi thần độc môn kiếm pháp ở đó thần kiếm ngự lôi quyết phong tỏa hạ hắn không cách nào lại chạy trốn rời đi mà diệp thần vậy không có tổn hại hắn chỉ là phong tỏa cái này vùng núi hoang ở văn thiên đại sư chung quanh toàn bộ là tàn phá bừa bãi sấm sét kiếm khí hắn không dám tùy tiện nhúc nhích nếu không chạm đến những kiếm khí kia hắn chỉ có một con đường chết ở đây trời cuồn cuộn sấm bên trong diệp thần mang ân tố chân từ trên trời hạ xuống sắp xuống ân tố chân hơi thở thu liễm nhìn như bình thường không có gì lạ liền như diệp thần thị nữ người làm vô luận là văn thiên đại sư vẫn là lôi thiên tước cũng không có đoán được nàng thân phận văn thiên đại sư cùng lôi thiên tước ánh mắt chỉ tập trung ở diệp thần trên mình giờ khắc này diệp thần cả người lôi quang lóng lánh giống như là trí cao vô thượng sấm sét nắm giữ cực kỳ bá đạo văn thiên đại sư hạnh hội diệp thần đáp xuống đúng mực hướng văn thiên đại sư chắp tay một cái lên tiếng chào văn thiên đại sư tu vi đại khái là vô lượng cảnh tầng thứ bảy cũng không coi là bao nhiêu cường hãn lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, một chiêu liền có thể trong nháy mắt giết đối phương, ngược lại là vậy lôi thiên tước, để cho Diệp Thần cảm thấy có chút nguy hiểm, lôi thiên tước cả người lông vũ như kiếm, sấm sét vờn quanh, hơi thở vô cùng là hung mãnh, Diệp Thần thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết sau đó, chung quanh toàn bộ là nhảy động lôi kiếm điện quang, nhưng lôi thiên tước tựa hồ không quan tâm, hô hấp tới giữa, thậm chí đem những cái kia tàn phá bừa bãi lôi kiếm, hấp thu động trong cơ thể. Muốn từ bổ thân thể vậy, Diệp Thần trong lòng phỏng đoán, nếu quả thật đánh nhau, hắn muốn trấn áp đầu này lôi thiên tước, chỉ sợ cũng phải hao phí một phen công phu, không hổ là lôi thần thiên tôn đã từng là thần sủng. Diệp Thần nghĩ thầm, theo bản năng nhìn ân tố chân một mắt, ân tố chân nhưng là một bộ nhún nhường cung thuận tư thái, ngụy trang rất khá, giống như thật là Diệp Thần thị nữ, hơi có chút cẩn trọng đứng ở hắn bên người. Văn Thiên Đại Sư nhìn Diệp Thần, cười khổ nói, luân hồi chi chủ, người ta không thủ không oán, người khổ tâm truy đuổi đoạn ta, đây cũng là cần gì phải, Diệp Thần cười nói, Văn Thiên Đại Sư, ta phụng trùng dương chân nhân mệnh lệch, đặc biệt tới mời ngươi rời núi, mời ngươi đi thiên dương vực tụ họp một chút, Văn Thiên Đại Sư lắc đầu một cái, nói, thế sự hỗn loạn, ta bế quan đã lâu, chẳng muốn tiếp xúc nữa bất kỳ nhân quả, ta là sẽ không ra núi, Diệp Thần nhìn xem ân tố chân, rất muốn kêu nàng mở miệng, trực tiếp mệnh lệnh Văn Thiên Đại Sư, nhưng ân tố chân không muốn tùy tiện bại lộ thân phận diệp thần tự nhiên cũng sẽ không qua loa bại lộ liền cười hướng văn thiên đại sư nói văn thiên đại sư ngươi vẫn là cùng ta đi một chuyến đi văn thiên đại sư lắp đầu nói không ta biết các ngươi mời ta rời núi là muốn ta hỗ trợ thuần phục nhất vĩ nhưng nhất vĩ thần thú quá mức hung tàn coi như là ta vậy không có nắm chắc thuần phục thậm chí có thể phải bị giết ngược huống chi ta chuẩn bị phi thăng không không lúc nào không đã chẳng muốn lưu luyến trong thế gian nhân quả, Diệp Thần một hồi bất ngờ, nói, Văn Thiên Đại Sư, ngươi muốn phi thăng không không lúc nào không? Xem ngươi tu vi, tự hồ còn chưa tới cảnh giới chứ, muốn phi thăng không không lúc nào không? Ít nhất phải có đỉnh cấp tiên đế tiêu chuẩn, nhưng, Văn Thiên Đại Sư tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tần thứ bảy mà thôi, Văn Thiên Đại Sư nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự có làm sao 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 hồi chủ, ngươi hay là mời hồi đi, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái hắn tuy chẳng muốn làm người khác khó chịu, nhưng chuyện này quan hệ đến trọng đại, thậm chí thế giới hiện thật cũng sẽ bị ảnh hưởng, trọng yếu hơn chính là, văn thiên tựa hồ có chút bố trí, diệp thần có hoài nghi, liền thử dò xét nói, văn thiên đại sư, thật là xin lỗi, ngày hôm nay coi như dùng thủ đoạn cường ngạnh, ta đều phải đem người mang đi, đi gặp trùng dương chân nhân. Văn thiên đại sư than thở một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người đây cũng là cần gì phải. Ta nói, ta sẽ không ra núi, ta lập tức phải phi thăng không không, người đi thôi, dừng một chút, hắn lại hướng lôi thiên tước nói, lôi lão, giúp ta ngăn trở luân hồi chi chủ, không muốn để cho hắn quấy rầy ta phi thăng, lôi thiên tước nói, có thể, văn thiên đại sư gật đầu một cái, liền không để ý nữa diệp thần, tự mình cắn bể đầu ngón tay, tích xuất máu tươi, lại rơi máu thành trận. Ở dưới chân cấu trúc ra một cái huyền diệu máu tươi đại trận, ông ông tác hưởng, mơ hồ cùng không không lúc nào không đồng tình diệp thần một hồi kinh ngạc không nghĩ tới văn thiên đại sư chính là vô lượng cảnh tần thứ bảy có thể cùng không không lúc nào không đồng tình chẳng lẽ hắn thật có phi thăng tư cách hạ một sát văn thiên đại sư trong miệng lẩm bẩm niệm chú sử dụng một kiện pháp bảo chính là một tôn ấn tỳ toàn thân kim quang tách thả ra thụy ải lượn lờ ấn tỳ trên điêu có khắc chín cái kim long thấm ra một cổ cổ xưa thâm thúy hơi thở lại hiện ra hết thô bạo đây là diệp thần thấy vậy ấn tỳ Nội tâm nhất thời rung động, hắn chỉ cảm thấy, vậy Tôn Ấn tỷ uy năng, so với hắn Kim Trương Thần Ấn, còn muốn hung mãnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc, phải biết, Diệp Thần Kim Trương Thần Ấn, chính là nham thần tổ khí, là vô cùng cổ xưa cường đại tồn tại, nhưng hiện tại, Văn Thiên đại sư vậy Ấn tỷ tản ra hơi thở, so với Kim Trương Thần Ấn còn muốn cổ xưa, mạnh hơn, đó là Thập Đại Cổ Thần khí một trong, Cửu Thiên Phục Long Ấn, Ân Tố trần ánh mắt ngưng luyện, nhìn văn thiên đại sư sử dụng ấn tỷ, lặng lẽ hướng diệp thần truyền âm nói, cổ thần khí, cử thiên phục long ấn, diệp thần nội tâm hỗn loạn, đúng vậy, cái gọi là cổ thần khí, bắt đầu từ cổ thần thời đại, truyền thừa xuống pháp bảo, so với tổ khí còn chân quý hơn, còn muốn cổ xưa, cái này thế gian truyền lưu cổ thần khí, chỉ có 10 kiện, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa tồn tại. Thập đại cổ thần khí, cũng là trừ bốn đại trí cao thần khí ra, Cường đại nhất binh khí Pháp bảo, cái này văn thiên trong tay cửu thiên phục Long Ấn, có thế gian đệ nhất trần áp huy năng, hắn có thể trở thành cao cấp người luyện thú, trần áp rất nhiều hung thú, chính là bởi vì chấp trường cửu thiên phục Long Ấn, ân tố chân tiếp tục truyền âm, nói ra cổ xưa bí mật, cổ thần khí, là so tổ khí càng cổ xưa tồn tại, dõi mắt chư thiên thời không, cũng chỉ có 10 kiện mà thôi, cái này 10 kiện cổ thần khí, là trừ 4 đại trí cao thần khí, chân quý nhất. Lực sát thương lớn nhất tồn tại, mỗi một kiện đều có diệt thế oai, văn thiên đại sư trong tay cửu thiên phục Long Ấn, chính là thập đại cổ thần khí một trong. Dựa vào cửu thiên phục Long Ấn, văn thiên đại sư từng trấn áp rất nhiều hung thú, trở thành truyền kỳ, chín tầng trời phục Long, hư không bể tan tành, ta thân phi thăng, ban ngày thành thần, văn thiên đại sư cạn hát than nhẹ, cả người linh khí toàn bộ bơm vào đến cửu thiên phục Long Ấn bên trong, nguyên tôn cửu thiên phục Long Ấn, được nhiều thành tựu xuất sắc thần quang mênh mông, ấn tỉ trên điêu khắc chín con thần long, lại có thể toàn bộ sống lại, ngửa mặt lên trời bào hiếu, té ra kinh thiên long ngâm, đồng loạt bay đến trên bầu trời, diệp thần mới vừa thi triển thần kiếm ngự lôi quyết, bầu trời là bóng tối màu sắc, mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổi lên, nhưng, làm cái này chín con thần long, bay lên bầu trời trên, tất cả hắc ám cùng sấm sét khí tượng, toàn bộ bị xông phá, nguyên phiến bầu trời, kim quang cuồn cuộn, hà thải muôn vàn đỏ nghê cuồn cuộn, tràn ngập động trời oai rồng, hạ một sát, cửu long phá trời, long chảo đánh ra, lại là đem thương khung đánh nát, đánh ra một cái thiên lộ, điều này thiên lộ, nối thẳng không không lúc nào không, ở thiên lộ cuối, là một phiến hắc ám thâm thúy, tràn đầy quỷ bí ảo tưởng hơi thở thời không, hoàn toàn siêu thoát thực tế, chính là trong truyền thuyết không không thế giới. Văn thiên đại sư ngước nhìn vậy phiến không không thế giới, trong ánh mắt sung mãn mong đợi vẻ tập 4596, giờ phút này văn thiên thân thể, long khí vờn quanh, chậm rãi đi bầu trời dâng lên, muốn bước vào thiên lộ, đi không không lúc nào không, văn thiên đại sư, đây chính là người cái gọi là phi thăng. Người cái này rõ ràng là vượt biên à, diệp thần mặt liền biến sắc, hắn còn lấy là, văn thiên đại sư muốn phi thăng không không, là muốn phá kiếp chứng đạo, lấy lực phi thăng, nhưng không nghĩ tới, lại là dùng thủ đoạn như vậy. Văn thiên đại sư lợi dụng cửu thiên phục long ấn, đánh nát hư không đánh nát thứ nguyên vách đá mở ra thiên lộ không trải qua thiên kiếp tẩy rửa liền muốn đi không không lúc nào không hắn cách làm như vậy ngang hàng là vượt biên nếu như bị không không thời không một ít cường giả phát hiện hắn nhất định sẽ khai tới họa sát thân cái gì vượt biên ta bản thân liền là tới từ không không lúc nào không ta từng là cử thần thời đại võ giả ta phải đi không không chẳng qua là trở lại gia viên thôi văn thiên đại sư giang hai cánh tay ánh mắt ngửa mặt trông lên bầu trời hắn trong ánh mắt, tràn đầy chiêu thánh giả vậy thành kính, hắn phải đi không không quyết tâm, đặc biệt kiên định, cho dù là vượt biên, hắn cũng ở đây không tiếc, hoặc là nói, hắn muốn trở lại gia viên, cho dù là vượt biên, cái này người điên, ân tố chân ánh mắt liếc một cái, cũng là hơi có chút khiếp sợ cùng bất ngờ, không nghĩ tới văn thiên đại sư bình tĩnh bề ngoài hạ, lại là cất giấu như vậy điên cuồng ý niệm, nàng và diệp thần, cũng chỉ nghe nói qua vượt biên thái thượng thế giới có thể chưa từng nghe qua vượt biên không không lúc nào không, không không lúc nào không, đó là cuối cùng thế giới, bên trong nước rất sâu, phủ đầy hung hiểm, cho dù là bình thường lịch kiếp phi thăng, vậy phải đối mặt vô biên giết hại cùng nguy hiểm, nếu như là lén qua nói, sợ rằng sẽ ngay tức thì kích động thiên cơ, rước lấy vô số cường giả đuổi giết, mau ngăn cản hắn. Ân tố chân hướng diệp thần truyền âm nói, nàng biết, văn thiên đại sư đã là điên rồi, còn muốn vượt biên đi không không lúc nào không, vây cùng tự tìm cái chết kém không nhiều, cho dù Văn Thiên đại sư đã từng đến từ không không, nhưng hắn thực lực không đủ, là không tư cách trở về. Ưm, ừ, Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, lập tức rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, không không khí bạo nổ, một kiếm hướng Thiên Lộ chém chết đi, hắn muốn chém đoạn Thiên Lộ, ngăn cản Văn Thiên đại sư phi thăng, Luân Hồi chi chủ, không nên quấy rầy Văn Thiên đại sư phi thăng, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lúc này, Lôi Thiên Tước bay vút lên lên, cánh vỗ nổi lên ác liệt cương phong cương phong gào thét lúc đó móng của nó lôi quang lao nhanh ngang nhiên đánh ra suy đích một tiếng liền nghiền nát diệp thần kiếm khí diệp thần sắc mặt trầm xuống chỉ cảm thấy lôi thiên tước hơi thở cực kỳ hung mãnh cùng tiên đế vậy cường hãn dùng thần kiếm ngựa lôi quyết công kích nó cánh trái ba tấc chỗ đó là nó tử huyệt là cả người khí cơ yếu kém nhất địa phương ân tố chân lặng lẽ truyền âm hướng diệp thần tiết lộ lôi thiên tước nhược điểm Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lập tức sử dụng Luân Hồi Thiên Kiếm, như phi kiếm vậy chém chết ra, thần kiếm ngự lôi quyết, Diệp Thần lần nữa thi triển thần kiếm ngự lôi quyết, kiếm quang nổ tung, hấp dẫn chín tầng trời sấm, đạo đạo màu tím sấm sét hạ xuống, vờn quanh ở Luân Hồi Thiên Kiếm quanh thân, ánh sáng rực rỡ mênh mông, mang vô biên sấm sét thần uy, bá đạo một kiếm, chém về phía Lôi Thiên Tước cánh trái, Lôi Thiên Tước cánh trái ba tấc chỗ, chính là nó tử huyệt chỗ là tức cơ hội chỗ yếu nhất nó thấy diệp thần một kiếm chém tới tinh chuẩn đánh về phía nó tử huyệt nhất thời lớn tiếng kêu lên ngươi làm sao biết ta tử huyệt là chủ nhân ta lôi thần thiên tôn nói cho ngươi nàng nơi nào lôi thiên tước thành âm mang to lớn khẩn cấp rất muốn biết lôi thần thiên tôn rơi xuống nhưng ân tố chân đứng ở diệp thần bên người vẫn là che giấu hơi thở không có chút nào bại lộ hình dáng lôi thiên tước cũng không biết lôi thần ở nơi này nó gặp diệp thần thiên kiếm chém đến vội vàng vỗ cánh tránh diệp thần kiếm khí mang cuồn cuộn lôi uy quét qua để cho được nó lồng vũ hỗn loạn hình dáng mười phần chật vật lôi lão thay ta chỉ hoãn một nén hương thời gian ta lập tức phải bước vào không không lúc nào không đến lúc đó ta sẽ tiếp đón ngươi hồi không không văn thiên đại sư gặp lôi thiên tước không địch lại nội tâm cũng là khá là nóng nảy hắn hít sâu một hơi ổn định tâm thần bước lên thiên lộ hướng thiên lộ cuối không không lúc nào không đi tới, chỉ cần lại cho hắn một nén hương thời gian, hắn là có thể phi thăng thành công, hoặc là nói, là vượt biên thành công, hắn muốn trở lại nhà hắn vườn, lôi thiên tước ánh mắt run lên, rồi sau đó lướt qua một chút đoạn tuyệt vẻ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần, hai cánh cuồng phiến, mang theo ngút trời cương phong, cuốn lên núi hoang rừng cây, ùng ùng vang dội như ngày tận thế thiên tai vậy, hướng diệp thần cuộn sạch đi, vậy ngút trời cương phong cuốn tới thậm chí tóe ra lôi âm cuồn cuộn, cương phong bên trong, có vô số sấm sét bạo tránh, như muốn diệt thiên, lôi thiên tước khóc chảy máu mắt gáy vang, thần thông đã thi triển đến mức tận cùng, cái này ngút trời cương phong sấm sét sát phạt, thậm chí không kém gì diệp thần thần kiếm ngự lôi quyết, thiên lôi thần mạch, mở, diệp thần quát to một tiếng, trực tiếp mở thiên lôi thần mạch, toàn thân lôi khí nổ tung, tử điện lóng lánh, trong tay lại chém ra luân hồi thiên kiếm, thần kiếm dẫn lôi, kinh điện cuồn cuộn, cùng lôi thiên tước sấm sét cương phong, hung hăng va chạm, oanh, thần kiếm ngựa lôi quyết cùng sấm sét cương phong va chạm, nhất thời nổ lên động trời đợt khí, vỡ nát thời không, để cho được toàn bộ núi hoang, ngay tức thì sụp đổ, mặt đất đều bị đánh văng ra, lòng đất nham thạch nóng chảy vọt ra. Vô số tàn phá bừa bãi sấm sét như rồng rắn vậy ở trên trời cuồng vũ, biến dạng gió bão, tiếng sấm cuồn cuộn, chu vi ngàn dạm thiên địa, cũng bị lôi điện nghiền nát, lâm vào là một mảnh phế tích, chỉ có Văn Thiên Đại Sư bày ra trận pháp, còn có thể giữ hoàn hảo, trận pháp bên trong, Văn Thiên Đại Sư Cửu Long thêm thân, giả yếu hơi thở diệt hết, cả người lộ ra thô bạo, như cao nhất quân vương, đang đang từng bước lên trời, muốn đạp hết sức thiên lộ, trở thành truyền thuyết, diệp thần cùng lôi thiên tước kịch đấu, để cho Văn Thiên Đại Sư rất là lo âu, bất quá, hắn vậy tin tưởng lôi thiên tước thực lực, tuy nói diệp thần cường hãn nhưng lôi thiên tước muốn chỉ hoãn một nén hương thời gian hẳn vẫn là có thể làm được lôi thiên tước đến đây chấm dứt nhưng vừa lúc đó một màn kinh người xuất hiện ở lôi thiên tước cánh trái chỗ đột ngột xuất hiện một bóng người trong tay nắm quyền thốn kình khai thiên mang vô cùng kình lực hung hăng đập về phía nó cánh trái nhược điểm chỗ không tốt lôi thiên tước đại trấn cái này đột ngột bóng người xuất hiện lại là diệp thần không chính xác mà nói là diệp thần phân thân diệp thần bản thể còn êm đẹp đứng ở nó đối diện, đánh lén nó, là Diệp Thần thanh liên phân thân, rắc rắc, lôi thiên tước cánh trái gặp đòn nghiêm trọng, xương cốt tan vỡ, rên rỉ một tiếng, tại chỗ từ bầu trời đánh mất, Diệp Thần một quyền đánh bại lôi thiên tước, khóe miệng không khỏi được lộ ra một nụ cười, hắn mới vừa cùng lôi thiên tước kịch đấu, nhìn như ra đem hết toàn lực, thật ra thì chỉ là một cờ hiệu, ở lôi thiên tước chưa chuẩn bị thời điểm, hắn đã thả ra thanh liên phân thân, một lần hành động đánh lén thành công đánh bại lôi thiên tước thân thể rơi xuống trong tròng mắt tràn đầy bi thương cùng chấn động nó không nghĩ tới diệp thần thủ đoạn như thế lợi hại còn có thể dùng phân thân đánh lén văn thiên đại sư đừng vọng tưởng vượt biên trở về đi diệp thần đánh bại lôi thiên tước sau đó ánh mắt chính là nhìn về văn thiên đại sư thân thể bay vút ra thì phải đem văn thiên đại sư bắt trở lại ngăn cản hắn phi thăng văn thiên đại sư kinh hoàng không nghĩ tới lôi thiên tước nhanh như vậy liền bị diệp thần đánh bại hắn từ không muốn quay đầu, ở trên trời trên đường một đường cuồng cướp, thề phải bước vào không không lúc nào không, rào, nhưng, lúc này, kinh biến ra đời, chỉ gặp thiên lộ cuối, bỗng nhiên thần quang hiện lên, nổi lên một quyển cổ xưa đạo thư, cái này cuốn đạo thư, hiển hóa ra một phiến hoàn mỹ thế giới, sơn thanh thủy tú, không có bất kỳ hắc ám ô nhiễm, cũng không có bất kỳ phân tranh, lại là hoàn mỹ đạo thư, một đạo ác liệt bóng người. Xuất hiện ở hoàn mỹ thế giới đạo thư phía trên, chính là thật hiểu sứ giả hoàn mỹ đại thánh hoàn mỹ đại thánh xuất hiện trong mắt mang lạnh nhạt hàn mang nhìn chằm chằm văn thiên đại sư văn thiên đại sư muốn bước vào không không lúc nào không nhưng một đầu hướng hoàn mỹ đại thánh đánh tới tiếm quyền người đủ không không lúc nào không không phải ngươi có thể lén qua địa phương cho dù là đã từng đến từ không không nhưng ngươi tu vi chưa đủ không có trở lại tư cách hoàn mỹ đại thánh vung tay lên một cổ hung hãn kình lực chính là phá giết ra đánh phía văn thiên đại sư phịch văn thiên đại sư như bị xét đánh tại chỗ liền bị oanh bay ngực lõm sụp xuống một khối máu tươi cuồng phún bị thương rất nặng văn thiên đại sư diệp thần lấy làm kinh hãi vội vàng bay lên đem văn thiên đại sư tiếp lấy lại thi triển bát quái thiên đan thuật cùng diệu pháp hoa sen là hắn chữa trị thương thế hoàn mỹ đại thánh một kích này đặc biệt hung mãnh là hướng về phía giết người đi nếu như diệp thần không thi cứu Phan Thiên Đại Sư nhất định phải bị thương nặng mà chết, luân hồi chi chủ, là ngươi, hoàn mỹ đại thánh thấy Diệp Thần bóng người, nhất thời nhướng mày một cái, lại thấy Diệp Thần bên người ân tố chân, hắn giữa hai lông mày thần sắc, liền đổi được kinh hãi. Hoàn mỹ đại thánh, tại sao phải giết ngươi, Diệp Thần ánh mắt run lên, không nghĩ tới hoàn mỹ đại thánh thủ đoạn như thế tản nhẫn, ha ha, hoàn mỹ đại thánh cười lạnh một tiếng, nói, ta thật hiểu sứ mạng, chính là bảo vệ không không thời không trật tự bất kỳ có tư cách phi thăng không không cường giả, cũng sẽ phải chịu ta thật hiểu chiếu cố. Diệp thần gật đầu một cái, đúng là như vậy, ban đầu nhâm phi phàm thực lực đủ, có tư cách phi thăng thời điểm, hoàn mỹ đại thánh liền đáp xuống, muốn mang đi nhâm phi phàm, là hắn cung cấp che chở, chỉ bất quá bị cự tuyệt thôi. Ngược lại, nếu như thực lực không đủ, nhưng muốn cưỡng ép phi thăng, dùng bằng môn tả đạo thủ đoạn, vượt biên không không lúc nào không, liền sẽ gặp phải ta thật hiểu đuổi giết, tất cả người lén qua tất giết không tha đây là nguyên thiên đế đại nhân quyết định quy củ hoàn mỹ đại thánh ánh mắt thoáng qua một chút lãnh ý nhìn chằm chằm văn thiên đại sư hắn trong miệng nguyên thiên đế chính là thật hiểu hội trưởng người lén qua giết không tha đây là nguyên thiên đế quyết định quy củ văn thiên đại sư muốn vượt biên đã xúc phạm thật hiểu cấm kỵ cho nên hoàn mỹ đại thánh hạ xuống phải đem hắn đánh chết văn thiên đại sư gương mặt trắng bệch hắn tự nhiên biết quy củ này nhưng vẫn là muốn man thiên quá hải đáng tiếc thất bại liền trực tiếp bị hoàn mỹ đại thánh phát hiện hoàn mỹ đại thánh văn thiên đại sư đích xác là mạo tiến nhưng các ngươi chân lý sẽ vậy không tư cách hồ giết người lung tung chứ diệp thần dìu đỡ văn thiên đại sư ánh mắt lạnh lùng chân lý sẽ tự xưng là là đại đạo chính tông là thật lý bảo vệ người nhưng ở diệp thần trong mắt không có bất kỳ người có thể đại biểu chân lý nếu như hoàn mỹ đại thánh cố ý muốn giết người nói hắn khẳng định sẽ ngăn trở luân hồ chi chủ mời không muốn để cho ta khó xử hoàn mỹ đại thánh sắc mặt trầm xuống hắn cũng không muốn cùng diệp thần mâu thuẫn bởi vì diệp thần lực lượng quá mạnh mẽ ở thực tế hạn chế hạ nếu quả thật đánh hắn không phải diệp thần địch thủ mở điều kiện ngươi muốn như thế nào mới có thể thả văn thiên đại sư diệp thần cũng không muốn cùng hoàn mỹ đại thánh tranh đấu dẫu sao chân lý sẽ sau lưng là vì kia thần bí nguyên thiên đế cũng là mộ cung chân chính ngài chúa tể hoàn mỹ đại thánh nghe diệp thần giọng thương lượng ánh mắt hơi chớp động, trầm ngâm một hồi, liền nói, ngươi nếu như có thể cho ta 10.000 hoàng kim nguyên ngọc, ta liền làm chuyện gì đều không phát sinh, diệp thần nhướng mày một cái, 10.000. Hoàng kim nguyên ngọc, tập 4597, hoàn mỹ đại thánh nói, đúng vậy, hoàng kim nguyên ngọc, là chân quý nhất nguyên ngọc, so với thượng phẩm nguyên ngọc còn chân quý hơn, một khối hoàng kim nguyên ngọc, có thể đổi 10 khối thượng phẩm nguyên ngọc, ngươi không có hoàng kim nguyên ngọc lên cho ta phẩm nguyên ngọc cũng có thể, nhưng cần trăm nghìn số, nguyên ngọc, là không không lúc nào không bên trong ngoại tệ mạnh, hoàng kim nguyên ngọc, lại là tinh thuần nhất, chân quý nhất tồn tại, mười ngàn hoàng kim nguyên ngọc, vậy thì tương đương với trăm nghìn thượng phẩm nguyên ngọc, đây không thể nghi ngờ là một khoản thiên đại con số, diệp thần toàn thân cao thấp tài sản, cộng lại tối đa chỉ có mười ngàn thượng phẩm nguyên ngọc cỡ đó, hoàn toàn không đủ thanh toán, hoàn mỹ đại thánh, mười ngàn hoàng kim nguyên ngọc, ta không có. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, liền muốn trả giá, nhưng lúc này, ân tố chân bước ra, dừng dưng hướng Diệp thần nói, công tử, Nguyên Ngọc chúng ta có, cho hắn cũng được, dứt lời. Ân tố chân ném ra một cái túi đựng đồ, ném cho Hoàn Mỹ Đại Thánh, Hoàn Mỹ Đại Thánh nhận lấy túi đựng đồ, mở ra vừa thấy, liền thấy bên trong đựng từng cục ánh vàng rực rỡ Hoàng Kim Nguyên Ngọc, vừa lúc là 10.000 số. Hắn vui vẻ cười to, hướng ân tố chân chắp tay, nói, lôi thần thiên tôn, người ra tay thật đúng là rộng rãi à, đa tạ, hắn không ngừng kêu ân tố chân lôi thần tên, nhất thời bại lộ thiên cơ, ân tố chân thân phận bại lộ, nhưng cũng không hoảng loạn tức giận, thần sắc vẫn là bình tĩnh, nói, thay ta hướng nguyên thiên đế hỏi thăm sức khỏe, người đi thôi, hoàn mỹ đại thánh cười hắc hắc, thỏa mãn thu hồi nguyên ngọc túi, nói, được, luân hồi chi chủ, lôi thần thiên tôn, vậy ta liền cáo từ trước. Chờ các ngươi lúc nào tới không không lúc nào không, có thể hướng ta chân lý sẽ thông báo một tiếng ta sẽ cho các ngươi cung cấp thuận lợi dứt lời hoàn mỹ đại thánh liền xoay người cáo từ ân tố chân thiên cơ bại lộ dứt khoát vậy không che giấu nữa trực tiếp hiển lộ ra lôi thần uy nghiêm nàng phục trang từ phổ thông thị nữ phục trang lần nữa biến thành một bộ ưu nhã tôn quý màu tím quần bào nàng da thịt ánh sáng rực rỡ tách thả ra nước non không rảnh như trắng vách đá nõn nà từng tia màu tím điện mang từ nàng trong cơ thể bộc phát ra lôi quang mãnh liệt ngất trời mang cho người to lớn cảm giác bị áp bách nàng vóc người cũng thay đổi được ngạo nhân liền rất nhiều cả người khí chất tôn quý thủ thắng như sấm ngày trời dạy người không thể nhìn thẳng lôi lôi thần thiên tôn ngươi ngươi là lôi thần văn thiên đại sư ngơ ngác nhìn ân tố chân tuyệt đối không nghĩ tới lôi thần ngay tại hắn bên người quỷ xuống đi ân tố chân lãnh đạm nói thanh âm mang một cổ mãi mãi uy nghiêm Văn Thiên Đại Sư xì xì sách sách quỳ xuống, trong tròng mắt tràn đầy cung kính vẻ sợ hãi, quỳ lại như máy nói, bái kiến lôi thần thiên tôn, lôi thiên tước thấy ân tố chân thân phận hiện ra, cũng là lớn kinh, lại là xấu hổ, lật đật cúi đầu hành lễ nói, chủ nhân, lúc đầu ngươi ngay tại bên người ta, là ta có mắt không tròng, lại có thể không nhận ra ngươi, ân tố chân bình tĩnh nói, không sao, là ta ẩn núp nhân quả, các ngươi không nhận ra ta, cũng là bình thường lôi thiên tước ngắm nhìn ân tố chân trước mắt sùng bái nói chủ nhân chúc mừng ngươi tu vi khôi phục ngươi hôm nay thực lực tuy kém hơn đỉnh cấp thời điểm nhưng cũng không xê xích gì nhiều ân tố chân búng ngón tay một cái lãnh đạm nói còn kém xa đây muốn khôi phục tốt cùng ta còn cần luân hồi trợ lực nói tới chỗ này nàng ánh mắt mang theo một chút ôn nhu nhìn về phía diệp thần văn thiên đại sư cùng lôi thiên tước nội tâm đều là đại trấn bọn họ biết lôi thần thiên tôn là thế gian tôn quý nhất thù thắng tồn tại đỉnh cấp thời điểm hùng bá một cái kỷ nguyên từng thành lập được huy hoàng vĩnh hằng quốc độ ở bọn họ trong mắt lôi thần thiên tôn vĩnh viễn là cao quý vô địch hình dáng bọn họ kia từng nghĩ đến lôi thần thiên tôn lại có thể vậy sẽ lộ ra như vậy ánh mắt ôn nhu bất quá suy nghĩ một chút diệp thần thân phận bọn họ liền bình thường trở lại cái này thế gian nếu như nói có ai có thể xứng với lôi thần thiên tôn vậy cũng chỉ có diệp thần người tóc loạn Diệp thần cười một tí, đưa tay khẽ vuốt ve ân tố chân vậy bởi vì lôi quang nổ tung mà có chút sóc xích sợi tóc, ân tố chân thản nhiên xử chi, cũng là đón nhận Diệp thần vuốt ve, để cho được văn thiên đại sư cùng lôi thiên tước, lại là rung động, văn thiên, luân hồi chi chủ là đồng minh của ta, hắn kêu ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, ân tố chân mắt nhìn văn thiên đại sư, nói, ư, ừ. văn thiên đại sư quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh nhễ nhại, không dám thở mạnh, gật đầu nói phải, ân cô nương đa tạ, Diệp Thần ôm quyền nói cảm ơn, đến cuối cùng, cuối cùng vẫn là phải mượn dùng ân tố chân lực lượng, mới có thể mời Văn Thiên Đại Sư rời núi, ừ, ân tố chân gật đầu một cái, lại hướng Văn Thiên Đại Sư nói, đứng lên đi, ừ, Văn Thiên Đại Sư hoảng vội vàng đứng dậy, cung kính xuôi tay đứng, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, Văn Thiên Đại Sư, trùng dương chân nhân ủy thác ta, mà người trở về gặp hắn. Không biết ngươi có thể có rảnh hay không, Văn Thiên Đại Sư không ngừng bận rộn nói thuận lợi, thuận lợi. Lập tức là được lên đường, Diệp Thần gặp Văn Thiên Đại Sư thái độ thay đổi được nhanh như vậy, cũng không khỏi có chút bật cười khanh khách, xem ra ân tố chân uy nghiêm, đích xác là khủng bố, để cho được Văn Thiên Đại Sư, hoàn toàn không dám kháng cự, lập tức, Diệp Thần chính là mang Văn Thiên Đại Sư, trở lại Thiên Dương Vực, phải đi gặp Trùng Dương chân Nhân, hắn cùng Văn Thiên Đại Sư, còn có ân tố chân, ngồi ở lôi thiên tước sống lưng trên, một đường phá không xuyên vân cực nhanh tiến về phía trước, đúng rồi, văn thiên đại sư, lỗ mãng hỏi một câu, ngươi là làm sao đạt được cửu thiên phục long ấn, diệp thần nhìn về phía văn thiên đại sư, khá có chút hiếu kỳ hỏi, cửu thiên phục long ấn là thập đại cổ thần khí một trong, chân quý như vậy pháp bảo, lại bị văn thiên đại sư đạt được, đây thật là không thể tưởng tượng nổi, văn thiên đại sư lắc lắc đầu nói, ta quên mất, diệp thần ngạc nhiên, nói, quên mất, văn thiên đại sư nói, đúng vậy, ta nhưng thật ra là cửu thần thời đại võ giả, sau đó bởi vì lôi thần thiên tôn chết, ta chạy nạn đến thế giới hiện thật, hoạt động tại thời đại hồng hoang, thật ra thì ta tồn tại ngày, so hồng hoang còn muốn xa xôi, chỉ bất quá, ta cũng không phải là thiên đế chủ thần, ở năm tháng bể dâu dưới, ta chỉ nhớ đã mài mòn quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không nhớ gì cả, năm tháng mài mòn, đối rất nhiều võ giả mà nói, đều là trí mạng tồn tại, mặc dù từ trên lý thuyết mà nói, vậy cường giả đều là tuổi thọ vô tận nhưng trong thực tế rất ít có người có thể vĩnh sinh không chết bởi vì năm tháng là có hư hại năm tháng mài mòn không ngừng tích lũy chính là lớn nhất kiếp nạn cả ngày đế chủ thần đều có vẫn diệt nguy hiểm văn thiên đại sư chỉ là mất đi bộ phận trí nhớ người còn sống đã là thiên đại may mắn được rồi diệp thần không biết làm sao nhún nhún vai không nghĩ tới văn thiên đại sư lại có thể mất trí nhớ hắn lại hướng ân tố chân hỏi nói ân cô nương vậy ngươi biết cái này cửu thiên phục long ấn bí mật sao? Ân tố chân lắc đầu nói, ta cũng không phải là đệ nhất thảo thần, ta cho tới bây giờ sẽ không theo dõi ta tín đồ cùng con dân nội tâm, y nói, là nàng cũng không biết văn thiên đại sư đi qua, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được cửu thiên phục long ấn, văn thiên đại sư cảm kích nói, nhờ có lôi thần thiên tôn che chở, nếu không, ta cái này cửu thiên phục long ấn, đã sớm bị người đoạt đi, ta có thể cũng phải chết, cửu thiên phục long ấn chân quý như vậy, Phan thiên đại sư chấp trưởng nơi tay, tự nhiên đưa tới các phương mơ ước, chỉ bất quá, hắn là lôi thần thiên tôn tín đồ, sau lưng có lôi thần bảo vệ, không không lúc nào không không ai dám động hắn, sau đó, hắn đi tới thế giới hiện thật, có lôi thiên tước bảo vệ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, diệp thần gật đầu một cái, bộc phát cảm thấy ân tố chân mạnh mẽ, có thể cùng ân tố chân kết minh, đối hắn luân hồi trận danh mà nói dĩ nhiên là thiên đại hảo sự ân tố chân lần này bại lộ nhân quả cùng hắn cùng nhau tìm văn thiên đại sư đã biểu hiện ra lớn nhất thành ý nàng cũng là muốn kết minh diệp thần ân tố chân văn thiên đại sư ba người ngồi lôi thiên tước phá toái hư không rất nhanh sẽ đến thiên dương vực làm ân tố chân hạ xuống thiên dương vực toàn bộ thiên dương vực đều chấn động vô số lôi quang nổ tung lôi huy cuồn cuộn thiên dương vực rất nhiều các cường giả đều là rung động tất cả người ánh mắt nhìn phía bầu trời, liền thấy hai đạo thần quang nhô lên bóng người, chính là Diệp Thần cùng ân tố chân, trên hai người bùng nổ khí tượng, có thể nói là ngút trời cuồn cuộn, ở hai người hơi thở dưới che giấu. Văn thiên đại sư hèn mọn như con kiến hôi, ha ha, luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới, một đạo cười tiếng vang lên, chỉ gặp một người mặc hồng bào ông già, đạp hồng kiều sãi bước đi tới, đi tới diệp thần cùng ân tố chân bên người, chính là trùng dương chân nhân, lôi thần thiên tôn đại gia đến chơi, không có tiếp đón từ xa, văn thiên đại sư, thật lâu không gặp. Trùng dương chân nhân lại hướng ân tố chân cùng văn thiên đại sư thi lễ, lễ phép khá là chu đáo, hắn gặp ân tố chân cùng diệp thần tới giữa, quan hệ tựa hồ khá là thân cận, nội tâm thoáng qua vô số ý niệm, nếu như ân tố chân cùng diệp thần kết minh, vậy diệp thần thế lực, sợ rằng sẽ tiến một bước bành trướng, văn thiên đại sư không có mở miệng, bởi vì lôi thần ngay ở bên cạnh, hắn không có mở miệng tư cách, ân tố chân gật đầu một cái, hướng trùng dương chân nhân nói, trùng dương chân nhân, nghe nói ngươi muốn cho đòi gặp ta tín đồ, trùng dương chân nhân ha ha cười một tiếng nói, đúng vậy, văn thiên đại sư là đệ nhất thiên hạ người luyện thú, ta có một đầu hung thú, muốn mời hắn ra tay thuần phục, ân tố chân trọng mắt khẽ nhúc nhích, nói, nhất vĩ sao, trùng dương chân nhân nói, đúng vậy, nếu như văn thiên đại sư chịu ra tay, ta sẽ cho hắn đầy đủ thù lao, ân tố chân lạnh nhạt nói không cần coi như ngươi tuần phục nhất vĩ sau này có cơ hội ta và diệp thần vẫn là sẽ xuất thủ đoạt lại ngươi thuần phục bất quá là vì chúng ta làm đồ cưới lời nói này nói được đặc biệt lộ liễu gươm tuốt vỏ nỏ dương dây trùng dương chân nhân ra mặt run lên hắn thật ra thì cũng đã nói coi như hắn cùng diệp thần giao dịch nhưng sau này diệp thần có bản lãnh nói vẫn có thể đem nhất vĩ đoạt lại đi chỉ bất quá lời nói này từ ân tố chân trong miệng nói ra nhưng mang cho người vô cùng uy áp trùng dương chân nhân bèn cười ha ha nói không sao nếu là các người có lòng hiện tại liền có thể đoạt lại đi ân tố chân lãnh đạm nói đây là người địa bàn chúng ta cũng không muốn cùng người đánh quá bị thua thiệt nàng dĩ nhiên muốn đoạt lại nhất vĩ nhưng không phải hiện tại dẫu sao nơi này là thiên dương vực là trùng dương chân nhân địa bàn ở chỗ này tác chiến nàng và diệp thần rất thua thiệt không có nắm chắc tất thắng trùng dương chân nhân cũng không phải là người bình thường hắn là có tương lai người, tuyệt không thể coi thường. Trùng Dương chân nhân gặp Ân Tố chân không muốn tranh đấu, liền cười híp mắt làm một động tác tay mời, nói: "Lôi Thần Thiên Tôn, Luân Hồi Chi Chủ, Văn Thiên Đại Sư, mời, hắn mang Diệp Thần ba người, đáp xuống Thánh Hỏa Điện bên trong, chỉ gặp Thánh Hỏa Điện trước trên đất trống, một đầu núi cao vậy to lớn hung thú, đang bị ngàn vạn sợi xích sắt nhốt phong tỏa, vậy đầu hung thú chính là nhất vĩ Si Ma bỏ cạp, Si Ma bỏ cạp cả người là tổn thương tựa hồ bị trùng dương chân nhân hành hạ rất thảm, đang thở hào hển, cả người chảy xuôi màu đen máu, hình dáng rất là chật vật, dùng sức mạnh thủ đoạn, là không thể nào thuần phục nhất vĩ. Văn thiên đại sư thấy vậy, chính là lắc đầu một cái, hắn là người luyện thú, tinh thông các loại tuần thú bi pháp, đối trùng dương chân nhân dã man thủ đoạn, dĩ nhiên là rất có phê bình kín đáo, trùng dương chân nhân cười nói, lão phu không hiểu tuần thú phương pháp, vẫn là phải mời văn thiên đại sư ra tay. Văn Thiên Đại Sư ánh mắt mang theo kính sợ, nhìn ân tố chân một mắt, hắn muốn không nên ra tay, mình cũng không dám quyết định, còn muốn hỏi ân tố chân ý kiến, ân tố chân nói, ngươi liền ra tay, thuần phục cái này nhất vị thần thú chính là, dù sao sau này đầu này thần thú, sớm muộn là thuộc về chúng ta luân hồi trận doanh, Văn Thiên Đại Sư nói, ừ, dừng một chút, hắn lại lộ ra một chút trần chờ nói, lôi thần thiên tôn, nhất vĩ thần thú vô cùng là hung tàn, muốn thuần phục sợ rằng phải hao phí không thiếu tâm huyết thậm chí ta có rơi xuống nguy hiểm ân tố chân nói người nếu là chết ta và luân hồi chi chủ liên thủ nghịch chuyển năm tháng thời không đem người sống lại cũng được tóm lại ngươi không tiếc bất cứ giá nào đều phải cho ta thuần phục cái này đầu hung thú văn thiên đại sư nói ưm um, cần tuân lôi thần thiên tôn phân phó trùng dương chân nhân gặp ân tố chân xuống tử mệnh lệnh nội tâm cũng là lớn vui tuy nói diệp thần và ân tố chân đều có cướp lấy nhất phí ý niệm, nhưng trùng dương chân nhân cũng không để bụng. Hắn tin tưởng lấy mình thực lực, đủ để nắm trong tay nhất phí, Diệp thần nói, trùng dương chân nhân, văn thiên đại sư ta đã mang tới, hỏa thần thiên tôn người đâu, hắn và trùng dương chân nhân giao dịch, là hắn đem văn thiên đại sư mang tới, sau đó trùng dương chân nhân sẽ đem hỏa thần thiên tôn tô nghê thường giao cho hắn, tập 4598, trùng dương chân nhân cười nói, yên tâm, hỏa thần thiên tôn người rất tốt ngươi có thể mang nàng đi, dứt lời, trùng dương chân nhân vỗ tay một cái, liền gặp thánh hỏa điện chỗ sâu, phạm tinh nghiên diều đỡ một người cô gái, chậm rãi đi ra, phụ nữ kia thân mặc quần áo đỏ, da thịt trắng như tuyết, hơi thở có chút yếu ớt, nhưng cả người nơi lộ ra khí chất, cao nhã tôn quý, sau lưng có chu tước khí tượng lưỡng lờ, chính là trong truyền thuyết hỏa thần thiên tôn, tô nghe thường, tô nghe thường coi như là kỳ tư thanh nửa sư phụ, nàng hỏa thần đạo thống. Đã truyền cho kỳ tư thanh, nói cách khác, nàng cũng là luân hồi trận doanh đồng minh diệp thần thấy tô nghe thường nội tâm chấn động một cái kêu một tiếng hỏa thần thiên tôn tô nghe thường ôn hòa cười một tiếng nói luân hồi chi chủ ngươi kêu tên ta là được đa tạ cứu giúp năm đó nàng bị đạo đức thiên tôn chém chết sau đó tàn hồn liền một mực khốn tại mồi lửa bên trong đạo đức thiên tôn lấy nàng hài cốt đúc thành bó đuốc lại dùng nàng tàn hồn thành tự nhiên liệu thời thời khắc khắc cháy lớn mạnh mồi lửa trong quá khứ mười mấy vạn năm trong thời gian tô nghe thường một mực bị kẹt ở mồi lửa bên trong tàn hồn một mực thiêu đốt chịu đủ đau khổ hành hạ cho đến ngày hôm nay diệp thần cứu giúp nàng mới thoát khỏi bể khổ diệp thần trong lòng mừng rỡ nói tô cô nương vậy người cũng gọi tên ta tốt hắn suy nghĩ mang tô nghe thường trở về kỷ tư thanh khẳng định thật cao hứng hơn nữa có tô nghe thường gia nhập luân hồi trận danh thế lực vừa có thể cao hơn một tầng lầu ân tố chân đã lâu không gặp tô nghe thường mắt đẹp chớp động ánh mắt lại nhìn hướng ân tố chân bình tĩnh lên tiếng chào tô nghe thường chúc mừng ngươi thoát khốn từ nay về sau chúng ta đều là luân hồi đồng minh ân tố chân gật đầu một cái nói diệp thần đại hỷ nói ân cô nương tô cô nương đa tạ các ngươi gia nhập ta luân hồi trận doanh vậy chúng ta đi về trước tinh nguyệt giới thật tốt chúc mừng một phen hắn suy nghĩ hai vị thần minh gia nhập như vậy thiên đại chuyện vui nên muốn ở tinh nguyệt giới đại bài tiệc rượu thật tốt chúc mừng, Tô Nghê thường mỉm cười cười một tiếng, liền đi tới Diệp Thần bên người, cùng ân tố chân một trái một phải, chuẩn bị trở lại tinh nguyệt giới. Diệp Thần chắp tay hướng trùng dương chân nhân nói tạm biệt, nhưng vào lúc này, bầu trời bên trong, bỗng nhiên chuyển tới một đạo thanh âm lạnh lẽo, các ngươi muốn chúc mừng cái gì, có thể có hỏi qua ta không, chỉ gặp chân trời tiên quang cuồn cuộn, tím hoàng tiên sơn hư ảnh lững lờ, ở tím hoàng tiên sơn trên đỉnh núi. Một đạo tiên phong đạo cốt bóng người, đón gió đứng tự có một cổ ác liệt siêu nhiên uy nghiêm, chính là đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn hai tròng mắt mang lửa giận từ bầu trời đáp xuống, ánh mắt từ diệp thần, ân tố chân, tô nghe thường, trùng dương chân nhân cùng trên người từng cái lướt qua, thấy đạo đức thiên tôn hạ xuống, diệp thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, ân tố chân vẫn là bình thản hình dáng, tô nghe thường chính là mặt mang vẻ đề phòng. Ban đầu nàng bị đạo đức thiên tôn chém chết, nhưng thật ra là tự nguyện lãnh cái chết, bởi vì ở cửu thần thời đại thời kỳ cuối, nàng gặp nghiêm trọng vết thương, bị to lớn thống khổ hành hạ, chỉ có một đường chết mới có thể giải thoát, đạo đức thiên tôn giết chết nàng, nhưng để cho nàng rơi vào một cái mới đắng trong biển, nàng tan hồn không ngừng cháy, thành lớn mạnh mồi lửa nhiên liệu, nàng muội muội nguyệt hồn tiên tử, cũng bị đạo đức thiên tôn áp chế, trở thành vợ tử, nhưng, tô nghe thường không hề thống hận đạo đức thiên tôn. Hoặc là nói, ở cửu thần thời đại, nàng trải qua quá nhiều hành hạ cùng khổ sở, nội tâm gần như chết lặng, đã sẽ không lại ra đời, cửu hận, cái loại này kịch liệt tâm trạng, nếu như nói ở cửu thần bên trong, ai mài mòn nghiêm trọng nhất nói, đó chính là tô nghe thường cái này hòa thần, lòng nàng cảnh, ở vô số thống khổ cùng hư hại bị hành hạ, liền cửu hận đều sẽ không ra đời, đã chết lặng, dĩ nhiên, đạo đức thiên tôn vậy hung mãnh hơi thở, vẫn là để cho nàng đề phòng. Cái này là võ giả đối mặt nguy hiểm bản năng trùng dương chân nhân gặp đạo đức thiên tôn tới, trong mắt lướt qua một chút che lấp, nói, đạo đức thiên tôn, người tới ta địa giới làm chi, đạo đức thiên tôn trong bụng bi thương, nói, trùng dương chân nhân, người thậm chí không muốn kêu ta một tiếng trưởng giáo, người có người tương lai thân, lông cánh đầy đủ, muốn phản bội ta, trùng dương chân nhân nói, không, không phải phản bội, ta làm hết thảy chỉ là vì bảo vệ mồi lửa, đạo đức thiên tôn ánh mắt rét lạnh. Nói, người để cho chạy hòa thần, cái này gọi là bảo vệ môi lừa còn nữa người muốn thuần phục nhất vĩ lại có thể không hướng ta truyền đạt một tiếng người trong mắt có còn hay không ta cái này trưởng giáo hắn ánh mắt ở tô nghê thường cùng một đuôi trên mình lưu chuyển một tí mang to lớn dùng mình bất kể là thu phục nhất vĩ vẫn là phóng thích hỏa thần thiên tôn trùng dương chân nhân cử động đều đã xúc phạm hắn cấm kỵ đạo đức thiên tôn người chiếm đoạt mồi lửa quá lâu người đạo tâm đã bị lạc, huống chi hôm nay thái thượng thế giới, dòng nước ngầm phun trào, không không lúc nào không rất nhiều thế lực cũng nhúng tay vào, người đã chấn không phòng giữ được cục diện, ngược lại không như, đem người mồi lửa truyền thừa cho ta, ta sẽ thay người bảo vệ tử hoàng tiên cung đạo thống cơ nghiệp, trùng dương chân nhân mở miệng, biểu lộ tâm ý, lại có điểm bức vua thoái vị ý, hắn phải thừa kế mồi lửa, trở thành tử hoàng tiên cung mới nắm giữ, hắn tin tưởng, cũng chỉ có hắn, mới có thực lực này. Ha ha ha, trùng dương, người đây là muốn bước vua thoái vị người thật lấy là người có tương lai thân là có thể cùng ta chống lại đạo đức thiên tôn cười to vung tay lên trôi lơ lửng ở trên trời tím hoàng tiên sơn bỗng nhiên tóe ra đạo đạo lưu quang từng cái tử hoàng tiên cung cường giả từ tím hoàng tiên sơn bên trong bắn ra một người cầm đầu nhưng là ngày xưa tà phái lãnh tụ nguyện thiếu người nguyện thiếu người cùng rất nhiều tử hoàng tiên cung cường giả đang đang sát khí đem thánh hỏa điện vây lại thánh hỏa điện bên này rất nhiều cao thủ cũng là xuất hiện, cùng nguyện thiếu người các người rằng co, hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đạo đức thiên tôn, người muốn ở chỗ này cùng ta động thủ, trùng dương chân nhân gặp đạo đức thiên tôn mang theo nhiều người như vậy tới đây, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đạo đức thiên tôn hừ một tiếng, nói, ngươi không phải nói, ta không thực lực chấn áp tình cảnh sao? Vậy ta cũng muốn xem xem, người lại có nhiều ít thực lực, tiếng nói rơi xuống. Đạo đức thiên tôn ngang nhiên ra tay, một trưởng hướng trùng dương chân nhân vỗ tới một trưởng này nổ ra cuồn cuộn kim quang mơ hồ có không vô thần uy trùng dương chân nhân thần sắc đại biến kinh hô là hồng quân lực lượng hắn từ đạo đức thiên tôn trưởng thế bên trong cảm nhận được hồng quân lão tổ ban phúc lực hồng quân lão tổ lại có thể ban thưởng lực lượng trợ lực đạo đức thiên tôn đúng vậy hồng quân không có quên bản hắn còn nhớ ta năm đó tài bồi hôm nay hắn thành làm thiên đế chủ thần vậy không có quên ta người trưởng môn này người tương lai thân có thể hay không cùng hồng quân chống lại đạo đức thiên tôn hai tay liên hoàn đánh ra kim quang nổ tung long trời lở đất uy thế hung mạnh hết sức như muốn khai thiên liệt địa hôm nay thế giới hiện thật thế cục càng ngày càng phức tạp nhưng hắn như cũ có trần áp tràng diện lòng tin bởi vì hắn không phải một thân một mình hắn sau lưng còn có một cái hồng quân lão tổ đó là tử hoàng tiên cùng vạn thế tới nay sản sinh ra nhất là tươi đẹp cường hãn nhất thiên tài có hồng quân lão tổ trợ lực thời khắc này đạo đức thiên tôn thật là liền như một tôn sát thần mỗi một trưởng vung ra đều là long trời lở đất trùng dương chân nhân đối mặt đạo đức thiên tôn chèn ép kinh hãi không thôi liên tiếp lui về phía sau ở đạo đức thiên tôn khí thế bao phủ hạ liền ân tố chân trên mình lôi quang khí tượng đều bị áp chế xuống diệp thần lấy làm kinh hãi không nghĩ tới đạo đức thiên tôn lại có thể lấy được hồng quân lão tổ trợ lực trùng dương chân nhân tương lai thân, tuy là tán thần thiên tôn, nhưng thực lực cùng hồng quân lão tổ so sánh, vẫn có không ít tranh lệch, phải biết, bàn về thực lực bài danh, hồng quân lão tổ thực lực, ở không không lúc nào không bên trong, vậy đủ để bước lên trước ba, thiên hỏa chiến nhận, loạn mưa chém, trùng dương chân nhân cấp tốc lui về phía sau, câu thông thánh hỏa điện, tay phải nặn quyết, điều động mồi lửa năng lượng, từng luồng mồi lửa linh khí, gào thét ra, hóa thành một cái cầm thiên hỏa chiến nhận như loạn mưa vậy hướng đạo đức thiên tôn chém tới, trùng dương chân nhân trở thành lương vương hậu, chấn thủ mồi lửa, có thể mượn dùng mồi lửa lực lượng, lấy hắn thủ đoạn, mồi lửa năng lượng, ở trong tay hắn thì triển ra, đơn giản là xuất thần nhập hóa, chỉ gặp tràn đầy thiên hỏa diễm loạn nhận chém chết, tình cảnh như sao rơi rơi xuống mưa, cuốn sạch thiên địa, đặc biệt nguy nga, ha ha, trùng dương, ta mồi lửa, còn chưa tới phiên người tới chấm mút, đạo đức thiên tôn cười nhạt, bàn tay cách không một dẫn giống vậy điều động ra mồi lửa năng lượng, vậy hóa thành từng đạo thiên hỏa chiến nhận, thần thông khí tượng cùng trùng dương chân nhân giống nhau như đúc, sao rơi loạn mưa vậy gào thét ra. Tràn đầy thiên hỏa diễm loạn nhận chém điên cuồng, kịch liệt va chạm gào thét, bạo phát ra động trời lửa cháy mạnh khí lưu, thẳng sông lên trời cao, để cho được bầu trời cũng hóa thành màu lửa đỏ, khắp nơi là nham thạch nóng chảy vậy liệt hỏa gầm thét, giống như ngày tận thế hạ xuống, từ hoàng tiên cung cùng thiên dương vực rất nhiều các cường giả còn có văn thiên đại sư lôi thiên tước phạm tinh nghiên đều là rung động chỉ có ân tố chân cùng tô nghe thường có thể giữ vững bình tĩnh thần sắc vào giờ khắc này diệp thần nội tâm vậy là đặc biệt kinh ngạc hắn nhìn đạo đức thiên tôn cùng trùng dương chân nhân đại chiến lửa chơi chảy loạn hình ảnh mơ hồ tới giữa lại là bắt được thiên cơ bắt được một chút luân hồi mệnh tinh bí ẩn đây là mồi lửa năng lượng trong truyền thuyết mồi lửa quả nhiên là ta luân hồi huyết mạch một phần chia Luân hồi huyết mạch ở giữa viên thứ tư mệnh tinh, chính là cùng mồi lửa có liên quan, diệp thần nội tâm hỗn loạn, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn tiến một bước dòm ngó gặp luân hồi thất tinh bí ẩn, luân hồi huyết mạch bảy viên mệnh tinh, viên thứ nhất kêu long đằng, viên thứ hai kêu liệt nhật, viên thứ ba vô danh, viên thứ tư liền kêu, lửa trời, thiên hỏa mệnh tinh, là luân hồi thất tinh thứ tư tinh, thế giới hiện thật mồi lửa, thật ra thì lúc ban đầu là từ thiên hỏa mệnh tinh bên trong tạo ra tới cái này thiên hỏa mệnh tinh đã siêu thoát thực tế là ảo nghĩ tồn tại đặc biệt thần bí nếu như diệp thần có thể cướp lấy mồi lửa cũng chiếm đoạt luyện hóa hắn thì có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh để cho viên này trong ảo tưởng tinh thần biến thành chân thực tồn tại dĩ nhiên bước này đặc biệt khó khăn bởi vì trước mắt diệp thần chỉ cảm thấy tỉnh đến viên thứ hai liệt nhật mệnh tinh hắn liền viên thứ ba mệnh tinh cũng còn không có thức tỉnh càng không nói đến viên thứ tư bất quá có thể dòm ngó gặp viên thứ tư mệnh tinh bí ẩn, Diệp Thần vậy coi là thiên tư thông minh. Chỉ ít, hắn biết, lúc đầu trong truyền thuyết mồi lửa, thật là thân thể mình huyết mạch một phần chia, mồi lửa, là thiên hỏa mệnh tinh tạo ra tới, mồi lửa năng lượng, là như vậy mênh mông vĩ đại, duy trì thế giới hiện thật vẫn chuyển, cho dù vũ trụ tiêu diệt, mới vũ trụ, cũng có thể từ phía tích còn sót lại bên trong ra đời, chỉ cần mồi lửa bất diệt, thế giới hiện thật là có thể vĩnh viễn sống còn đi xuống ở trong luân hồi không ngừng tân sinh chân quý như vậy mồi lửa lại có thể chỉ là thiên hỏa mệnh tinh một phần chia có thể tưởng tượng được luân hồi thất tinh năng lượng có kinh khủng dương nào thiên hỏa mệnh tinh chỉ là viên thứ tư tinh thần một phần chia năng lượng liền tạo ra liền mồi lửa nếu là hoàn chỉnh thiên hỏa mệnh tinh thật là sẽ có đáng sợ dương nào còn có thiên hỏa mệnh tinh bên trên viên thứ năm viên thứ sáu thứ bảy viên mệnh tinh lại sẽ cường đại đến cái gì bước diệp thần nội tâm tràn đầy nhiệt huyết mắt nhìn đạo đức thiên tôn cùng trùng dương chân nhân chỉ gặp hai vị trí tôn cường giả mượn dùng lửa cháy trồng năng lượng biến hóa ra các loại thần thông lẫn nhau đánh giết đánh được trời đất u ám mồi lửa năng lượng ở bọn họ trong tay hóa thành đao kiếm hóa thành mãnh thú hóa thành tinh thần hạo vũ hóa thành nham thạch nóng chảy chảy loạn muôn vàn biến hóa sát phạt dọn ra dọn ra người xem hoa cả mắt trùng dương chân nhân tuy chiếm cứ địa mạch khí vận ưu thế nhưng thiên dương vực cốt lõi nhất thần vật cũng chính là mồi lửa chân chính ngài chúa tể dẫu sao vẫn là đạo đức thiên tôn trùng dương chân nhân tuy là thánh hòa điện điện chủ nhưng dẫu sao chỉ là một chấn thủ người cũng không phải là mồi lửa chân chính ngài chúa tể chân chính nắm giữ vẫn là đạo đức thiên tôn đạo đức thiên tôn mượn dùng lửa cháy trồng lực lượng cũng là quét sạch cùng trùng dương chân nhân địa mạch tranh lệch hơn nữa hắn còn có hồng quân lão tổ trợ lực coi như trùng dương chân nhân mượn dùng tương lai người lực lượng vậy dần dần không địch lại rơi vào hạ phong chiến cuộc bất lợi trùng dương chân nhân sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem trùng dương ngày hôm nay ta thì phải thanh lý môn hộ ta đạo đức thiên tôn mới là mồi lửa chân chính nắm giữ thiên bia cho ta trấn áp đạo đức thiên tôn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn trong tròng mắt ý định giết người bại lộ vung tay lên hội tụ dưới quyền các loại cường giả linh khí triệu hoán ra một khối cổ xưa bia đá khối này cổ xưa bia đá phía trên khắc một cái chữ Thiên, chính là trong truyền thuyết Thiên Bia, cũng là Diệp Thần một mực muốn có được Thiên Bia, tập 4599, Thiên Bia vừa ra, trong thoáng chốc, phong lôi cuồn cuộn, hào hùng uy áp chấn động toàn trường, liền mồi lửa hơi thở đều bị áp chế xuống, mồi lửa lợi hại hơn nữa, cũng không có Thiên Bia lợi hại, khối này Thiên Bia, nhưng mà cường hãn nhất Luân Hồi Huyền Bi, thậm chí hàm chứa Luân Hồi Thất Tinh, cuối cùng một sao bí ẩn, Luân Hồi Thất Tinh cuối cùng một sao, tên làm Thiên Đế mệnh tinh lúc ban đầu chính là khảm nạm ở trên trời trên bia mặt thiên bia như thế cường hãn chính là bởi vì lúc ban đầu lấy được thiên đế ra lệnh tinh chiếu sáng ban đầu thiên nữ đạt được thiên bia giao cho tử hoàng tiên cung chính là do đạo đức thiên tôn trông coi giờ phút này đạo đức thiên tôn thả ra thiên bia nhất thời thì có vô cùng thiên đế ánh sao toát ra mỗi một tia ánh sao cũng giống như có thể phá diệt trần thế sát phạt ác liệt đơn giản là không tưởng tượng nổi không tốt mạng ta xong rồi trùng dương chân nhân thấy thiên bia hạ xuống nhất thời thần sắc đại biến chỉ cảm thấy tánh mạng đe dọa hắn tuyệt đối không nghĩ tới đạo đức thiên tôn lại có thể có thể nhúc nhích dùng thiên bia lực lượng thiên bia năng lượng hung hãn nhưng cũng khó mà thu phục đạo đức thiên tôn khi lấy được thiên bia sau đó một mực nghiên cứu hàng phục phương pháp đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thu hoạch nhưng giờ khắc này hắn mượn dùng hồng quân lão tổ lực lượng còn có giới quyền rất nhiều từ hoàng tiên cung cường giả linh khí trợ lực hắn lại là ngắn ngủi khống chế thiên bia, có thể bùng nổ thiên bia thần uy, như vậy khống chế, đối đạo đức thiên tôn mà nói, cũng là cố hết sức, gánh vác cực lớn, giá phải trả vậy cực lớn, mặt hắn cho, đã là một phiến trắng xám, thất khiếu thấm vào da máu tươi, hiển nhiên áp lực to lớn, nhưng, vì chu diệt trùng dương chân nhân, thanh lý môn hộ, hắn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, thiên bia toát ra thiên đế ánh sao, xuyên qua hư không. Ngang nhiên hướng trùng dương chân nhân phá giết đi, diệp thần mau xuất thủ trợ giúp, ân tố chân quát lên, nàng có thể không muốn nhìn trùng dương chân nhân chết đi, nếu là trùng dương chân nhân chết, ở từ hoàng tiên cung bên trong, liền lại cũng không có người có thể kiềm chế đạo đức thiên tôn, đạo đức thiên tôn một nhà độc quyền, đối luân hồi trận doanh cực đoan bất lợi, cho nên, nàng bởi vì nhất vĩ thần thú sự việc, tuy cùng trùng dương chân nhân có ngăn cách, nhưng vẫn là muốn bảo vệ hắn tánh mạng, dùng để kiềm chế đạo đức thiên tôn, hôm nay nàng thực lực, còn đang khôi phục, nguy cấp không thích hợp ra tay chỉ có mời diệp thần ra tay diệp thần ánh mắt động một cái cũng là rõ ràng đạo lý trong đó trùng dương chân nhân vẫn không thể chết hơn nữa nếu là trùng dương chân nhân chết đạo đức thiên tôn chiếm đoạt mồi lửa khẳng định sẽ còn tiếp tục nô dịch hỏa thần thiên tôn tô nghe thường không thể nào cho nàng tự do mất đi thiên thư thần kiếm ngự lôi quyết diệp thần quát to một tiếng thân thể bão táp ra vung tay lên trực tiếp sử dụng một trang mất đi thiên thư ở mất đi thiên thư sử dụng ngay tức thì diệp thần thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết suy 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 chỉ gặp mất đi thiên bên trong sách từng đạo kinh lôi kiếm khí nổ lên như muốn diệt trời lôi quang nhô lên mỗi một đạo kinh lôi kiếm khí phía trên cũng mang theo mất đi thiên thư hủy diệt chập trờn uy thế đặc biệt khủng bố diệp thần ngón tay một dẫn thần kiếm ngự lôi quyết thi triển đến mức tận cùng đầy trời kinh lôi kiếm khí liền hướng đạo đức thiên tôn chém tới hắn cũng không có đi công kích thiên bia bởi vì vô dụng thiên bia lực lượng quá đáng sợ không người có thể ngăn cản hắn là trực tiếp công kích đạo đức thiên tôn muốn buộc hắn phòng thủ không thể lại dùng thiên bia giết người đây là công hắn tất cứu đạo đức thiên tôn thấy đầy trời kinh lôi kiếm khí chém chết tới nhất thời mắt đồng co giúp lại hắn cố nhiên có thể tiếp tục thúc giục thiên bia đánh chết trùng dương chân nhân nhưng không làm bất kỳ phòng thủ nào nói tự thân cũng phải bị diệp thần giết chết đáng chết nguy cấp bên trong, đạo đức thiên tôn không thể làm gì, chỉ có thể buông tha đánh chết trùng dương chân nhân, thúc giục thiên bia hồi thủ, âm, um, âm, um, âm, um, diệp thân từng đạo kinh lôi kiếm khí, đánh vào thiên trên bia mặt, mỗi một đạo kiếm khí chém xuống, cũng bạo phát ra một cổ động trời tiếng sấm, chấn động thiên địa vân tiêu, ở trên trời bia dưới bảo vệ, đạo đức thiên tôn không có bị thương, nhưng cũng bị chấn động được không nhẹ, hơi thở hơi có chút tán loạn, diệp thần rất tốt, rất tốt, người thực lực, lại tiến bộ, đạo đức thiên tôn trong mắt mang ác liệt tàn bạo ý, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần thực lực, tiến bộ nhanh như vậy, so với trước kia, không biết mạnh hơn nhiều ít, toàn trường tất cả người, trùng dương chân nhân, phạm tinh nhiên, văn thiên đại sư, nguyện thiếu người vân, vân, mắt thấy Diệp Thần ra tay, lôi quang động trời uy mãnh khí tượng, bọn họ vậy hoàn toàn kinh hãi, hiển nhiên, Diệp Thần thực lực cường hãn, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, tuyệt mây chết được không oan nguyện thiếu người một tiếng cảm thán, đồ đệ của nàng Lý Tuyệt Vân, chết ở Diệp Thần trong tay, liền trụ quang huyết mạch đều bị chiếm đoạt, hôm nay thấy Diệp Thần uy mãnh khí thế, nàng cũng biết, Lý Tuyệt Vân chết được không hề oan uổng. Diệp Thần quá cường thế, dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, đã rất ít có cái gọi là thiên mới có thể áp chế hắn, nếu như cân nhắc đến khí vận và lá bài tẩy, bất kể là vũ hoàng cổ đế, vẫn là đạo đức thiên tôn, hay hoặc là thiên nữ cũng không thể đè thêm chế diệp thần. Bọn họ là kỳ cổ tương đương, lực lượng tương đương, đều là giống nhau mạnh mẽ, đạo đức thiên tôn chặn lại diệp thần công kích, muốn thúc giục nữa vang trời bia, nhưng đã không có đầy đủ linh khí, sắc mặt khỏi bệnh bạc trắng, nhưng trong mắt uy nghiêm cùng lạnh lùng, không giảm chút nào, nói, diệp thần, đây là ta cùng trùng dương chân nhân ân oán, ngươi không nên nhúng tay, cùng chu diệt trùng dương chân nhân, ta có thể đem nhất vĩ thần thú đưa cho ngươi, nhưng... Ngươi muốn đem người phụ nữ này lưu lại, nói xong lời cuối cùng, đạo đức thiên tôn ánh mắt rơi vào hỏa thần thiên tôn tô nghe thường trên mình, hắn không thể nào thả qua tô nghe thường, hắn lý niệm cùng trùng dương chân nhân không cùng, trùng dương chân nhân muốn duy trì mồi lửa tuyệt đối tinh khiết, không cần người bất kỳ cháy, nhưng ở đạo đức thiên tôn trong mắt thần linh cháy, nhưng có thể trợ lực mồi lửa lớn mạnh, không thể thiếu thiếu, hắn còn muốn cầm tô nghe thường làm nhiên liệu, đạo đức thiên tôn xin lỗi ngày hôm nay ta phải mang đi hỏa thần, diệp thần nhìn tô nghe thường một mắt, tô nghe thường diễn cảm đạm mạc, nàng trước đây ở diệp thần trước mặt, triển lộ ra ôn hòa nụ cười, thật ra thì chỉ là miễn cưỡng làm, nàng nội tâm, đã sớm chết lặng, diệp thần thấy nàng chết lặng hình dáng, nội tâm vậy mười phần không đành lòng, tự nhiên không muốn nhìn thấy nàng tiếp tục cháy, đạo đức thiên tôn gặp diệp thần cố ý phải đứng ở trùng dương chân nhân bên này, trong mắt che lấp vẻ càng đậm đà, hắn nghĩ thầm nếu là Diệp Thần cùng trùng dương chân nhân liên thủ, hắn là không thể nào lại trần áp, huống chi, nơi này còn có một cái lôi thần thiên tôn, không có ra tay. Nếu là lôi thần thiên tôn vậy ra tay, hắn có thể hay không trở lui toàn thân, cũng là một cái vấn đề, ta ngày hôm nay nếu là đi, trùng dương chân nhân thuần phục nhất phí, ta sau này không thể nào đè thêm chê hắn, đạo đức thiên tôn tâm niệm chuyển động, càng cảm thấy thế cục khó khăn, ánh mắt cuối cùng rơi vào văn thiên đại sư trên mình trong mắt ý định giết người bạo khởi diệp thần người cố ý phải giúp trùng dương chân nhân ta không lời có thể nói nhưng các ngươi muốn thuần phục nhất vĩ đó là tuyệt đối không thể nào đạo đức thiên tôn quát to một tiếng vung tay lên mồi lửa năng lượng nổ hóa thành mười mấy đạo thiên hỏa chiến nhận phá giết hư không cuồng như vậy hướng văn thiên đại sư chém tới hắn lại là muốn đánh chết văn thiên đại sư như vậy thứ nhất là được đoạn tuyệt trùng dương chân nhân thuần phục nhất vĩ hy vọng nhất vĩ ngang bướng khó thuần cái này thế gian chỉ có thể hàng phục nhất vĩ người chỉ có văn thiên đại sư nói cách khác chỉ cần văn thiên đại sư chết trùng dương chân nhân thuần phục kế hoạch thì phải lâm vào là bọt nước thấy đạo đức thiên tôn ra tay lại là muốn giết văn thiên đại sư diệp thần và trùng dương chân nhân ân tố chân các người đều là kinh hãi văn thiên đại sư lại là kinh hãi muốn chết không nghĩ tới đạo đức thiên tôn muốn giết hắn đạo đức thiên tôn ra tay cực nhanh Vậy mười mấy đạo thiên hỏa chiến nhận, ngay tức thì biểu chém tới, phốc xích, phốc xích, phốc xích, Văn Thiên đại sư không cách nào ngăn cản, mười mấy đạo thiên hỏa chiến nhận, toàn bộ chém ở hắn trên mình, chém ra từng đạo máu tươi giữ tận nám đen vết thương, Văn Thiên đại sư hét thảm lên, tại chỗ ngã xuống đất kêu rên, vậy mười mấy đạo thiên hỏa chiến nhận, thậm chí tích tiến vào hắn kinh mạch tạng phủ bên trong, hóa thành ngọn lửa kinh khủng năng lượng, như nham thạch nóng chảy vậy ở hắn trong kinh mạch chảy xiết trước nếu như nội thị văn thiên đại sư thân thể là có thể thấy hắn trong thân thể tất cả kinh lạc mạch máu đều tràn đầy mồi lửa kịch liệt năng lượng kinh mạch cùng mạch máu còn có hắn tạng phủ ở dưới nhiệt độ cao nhanh chóng than hóa chúng ta đi ở tổn thương nặng văn thiên đại sư sau đó đạo đức thiên tôn ánh mắt âm trầm chính là mang người thủ hạ rời đi ở hắn trong mắt văn thiên đại sư đã là một cổ thi thể văn thiên đại sư tuần thú thủ đoạn tuy lợi hại nhưng hắn tu vi nói cho cùng chỉ có vô lượng cảnh tần thứ bảy, không thể nào ngăn trở mồi lửa xâm nhập, lửa độc công tâm, Văn Thiên Đại Sư chỉ có một con đường chết, Văn Thiên Đại Sư, Diệp Thần gặp Văn Thiên Đại Sư ngã xuống đất kêu rên hình dáng, vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật cùng diễu pháp hoa sen, các loại thần quang bao phủ ở trên người hắn, là hắn chữa trị thương thế, Văn Thiên Đại Sư thương thế, ở Diệp Thần chữa trị xuống, nhanh chóng hết bệnh trước, nhưng... Trong cơ thể hắn mồi lửa năng lượng, đã diễn biến thành lửa độc, những thứ này lửa độc, không dọn dẹp ra đi, đã cùng hắn kinh mạch, hoàn toàn dung hợp, ở lửa độc bị hành hạ, văn thiên đại sư thương thế mới vừa hết bệnh, lửa độc lại phát làm, kịch liệt nhiệt độ cao tàn phá, lại đem hắn trùng trùng phỏng, diệp thần còn muốn chữa, nhưng ân tố chân cầm hắn tay, ngăn cản hắn, nói, vô dụng, trong cơ thể hắn lửa độc chưa trừ diệt, người trị liệu hắn bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ tái phát, phải bị mồi lửa nhiệt độ cao, sống sở sở đốt chết, hóa thành than cốc. Diệp thần im lặng, không thể làm gì khác hơn là dừng tay, tạm thời tới giữa, cũng không biết như thế nào có thể cứu vãn văn thiên đại sư, đạo đức thiên tôn, thật là thật là thủ đoạn à, trùng dương chân nhân cười nhạt liên liên, tự nhiên biết đạo đức thiên tôn kế hoạch, chính là muốn giết chết văn thiên đại sư, từ đó để cho mình thuần phục nhất vĩ thất bại, tô cô nương, ngươi là hỏa thần, lại hàng năm cùng mồi lửa hòa hợp, ngươi có thể có biện pháp, giải quyết văn thiên đại sư trong cơ thể lửa độc, Diệp thần nhìn về tô nghe thường, vội vàng hỏi, văn thiên đại sư tồn tại, vô cùng trọng yếu, diệp thần cũng cần hắn tới thuần phục nhất vĩ, trước đừng để ý nhất vĩ thần thú, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay người nào, tóm lại nhất định phải trước thuần phục nói sau, nếu như không thuần phục nói, hết thảy đều là nói không, cho nên, văn thiên đại sư tuyệt không thể chết được, tô nghe thường nghe diệp thần mà nói, trần chờ một tí, nói, ta có thể giải quyết, nhưng giá phải trả to lớn, diệp thần hỏi cái gì giá phải trả tô nghe thường không lên tiếng chỉ là cúi đầu diệp thần xem nàng bộ dáng này nhất thời rõ ràng hôm nay tô nghe thường lực lượng còn không có khôi phục nhiều ít nếu như kêu nàng ra tay chữa trị văn thiên đại sư mà nói sợ rằng sẽ để cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nề thậm chí lúc này hoàn toàn vẫn diệt xin lỗi diệp thần nói xin lỗi một tiếng nhìn văn thiên đại sư chịu đựng lửa độc hành hạ vậy cổ thống khổ hình dáng hắn chân mày vậy chặt nhíu lại ta thanh vân thương hội có một loại thần vật, kêu tinh không thần tuyền, có lẽ có thể trị liệu hắn, ân tố chân mắt đẹp chớp động, bỗng nhiên mở miệng nói, thanh vân thương hội, tinh không thần tuyền, diệp thần ánh mắt nhất thời sáng lên, ân tố chân gật gật đầu nói, đúng vậy, không không lúc nào không có sáu đại thương hội, ta thanh vân thương hội chính là một, ta ban đầu là hiệu pháp đêm mẫu gió tiếng nói oanh, vậy thành lập một cái thương hội, thu thập thiên hạ kỳ chân.